nhật nha mọi người. Đó, 3 năm. Số loại nó có thể gấp lại được và mình có thể bỏ trong xe hơi và mình có thể di chuyển trên một quãng đường xa mà nó không có tốn cái không gian nhiều. Thì như các bạn biết, tình hình dịch bây giờ nó rất là kéo dài, thì mọi người có thể cũng ở nhà có thời gian thì xem kênh YouTube ủng hộ mình nha. Với lại mình cũng nói là cái đội nhóm của mình bây giờ nó tình hình dịch á, chỉ không mình thôi, thì mình cố gắng tự biên tự diễn hết, thì thế nào nó cũng có những cái sơ sót, thì mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình nha. Thì khi mình làm là mình cố gắng đưa những cái gì thực tế nhất, và mình làm clip xong là mình có thể đưa lên mọi người xem liền. Cái lúc trước á, mình làm clip xong phải đưa cho bạn quay phim, đưa cho bạn edit xong rồi phải làm thumbnail đủ thứ hết đó. Bây giờ những cái kênh nó có thể là thiết kế rồi nó không có hấp dẫn nữa, nhưng mình đưa cái chủ đề những cái nào mình biết, mình chia sẻ mọi người, thì mọi người cứ đóng góp cái nào hay cái nào dở, cứ phản hồi tiêu cực cũng cứ giúp mình phát triển hơn nữa. Thì trong đây nó có những cái dòng đây, tất cả bây giờ là bánh hai bên, thì đa số là xe nội địa của Nhật nha mọi người. Đó, thì nó mình cũng là cái dòng của nó, thì nó cũng là có đùm số ha. Mình vẫn là trung thành với đùm số, và có những cái dòng á nó nhiều clip. Đó, nó vẫn coi bánh hai bên mà nhiều clip, thì mình sẽ thấy ưu điểm đối với dòng hai bên này, đùm số nó ưu điểm như thế nào ha, và nó có cái gì xu thế đột phá thì mình cùng mọi người bắt đầu khám phá nha. Nào, let's go. Đây thì mình cũng giới thiệu sơ qua mấy xe bên này mọi người, thì nó là đều là thành viên mới hết á, mình mới săn về được. Trong mùa dịch này săn rất là khó nha mọi người, thì mới giới thiệu sơ qua từng chiếc. Thì hôm nay mình chỉ review thôi, sau đó mình sẽ bảo trì, nâng cấp, điều cân chỉnh đồ cho xe nó liền lạc nữa, thì mình mới sang nhượng cho mọi người nha. Thì đây là chiếc đầu tiên, là chiếc Panasonic nha mọi người. Nó cũng hiếm ha, cái dòng Panasonic mình giới thiệu rồi đó, là cái dòng nó trong top 2 của xe đạp Nhật nha mọi người. Đó, Panasonic nó nổi tiếng về đồ điện tử nhưng mà nó vẫn xe đạp nha, mà bánh 20 inch. Đây 20 inch rất là hiếm, cái logo của nó nè. Đó, và chiếc này là sườn nhôm luôn, nó không có gấp, bánh 20 inch, sườn nhôm. Đây nó là đùm 3 số luôn nha. Đó, đùm 3 số Shimano Nesset luôn. Đó. Chiếc xe này thì cho những người mét 6 tới mét 65, mét 7 là chạy vô tư nha, có thể nâng nó lên được. Đây thì nó xài bánh hai bên đây. Bánh này vòi nè, vòi Nhật luôn nè. Đó, nó dùng cái bánh 20 inch mà 1.3.5 thì bánh thon thì gai nó gai rất là mịn ha, thì mình có thể chạy nó êm rồi nó giảm ma sát ha.
tốc độ tốt nha. Đây là chiếc thứ hai, chiếc này cũng hiếm nha. Đây, cái hiệu nó cũng lạ lắm, của Nhật luôn, hiệu Corero. Mình cũng chưa lên mạng mình search mà thấy nó hiếm lắm, khó rất khó tìm. Thì mình biết xe Nhật là dễ lắm, mình thấy này có những cái tem, tem xe Nhật, chữ Nhật là nó đó. Thì bánh trước nó cũng là bánh 2 inch nha, mà nó có dynamo luôn, có đèn trước luôn nè. Nó đặc biệt này cũng đùm số luôn, đùm 3 số nè. Đó, sơn màu trắng này, cái này là khung thép, thép nó hơi nặng mà nó rất là nhịp chạy, rất là chắc chắn nha mọi người. Đó, khung thép rồi nó là cái giò dĩa nó cũng là bằng thép luôn. Ghi đông bông tăng thì bằng nhựa, đó bằng nhôm. Đây, đó là tay bấm Shimano luôn. Đó, phía trước có 3 ga rất là đẹp. Đó thì mình review sơ từng chiếc thôi, mốt mà mọi người quan tâm á, mình sau khi cân chỉnh làm đẹp nó lên á, mình sẽ review chi tiết hơn. Đây, chiếc kế tiếp, chiếc này hiệu Surface. Đó, bề mặt Surface, cái thương hiệu đó cũng của Nhật luôn, màu xanh rất đẹp nha. Sườn này cũng khung thép luôn mà dạng sườn ngang á. Thì chiếc này mình thấy nó nhỏ vậy, bánh 20 inch, nhưng mà cái chiều cao của nó, cái phần đứng, chân đứng với chân ngang nó là cũng ngang với xe người lớn nha mọi người. Đó là chiếc này á, thì nó lại xài nhiều clip. Đây nó xài tới cái này nhiều, 6 clip, một dĩa 6 clip đó. Thì lát mình sẽ coi cái đùm số với clip nó ưu nhược điểm như thế nào nha. Đây rồi, sẵn mình giới thiệu cái chiếc kế tiếp luôn. Đây, chiếc này cũng độc lạ mọi người. Đây, hiệu nó là hiệu giúp con nai vậy, Caribo. Đó, cũng chưa tìm hiểu kỹ chiếc này, biết chắc chắn nó là xe Nhật. Mình thấy đây tem vàng nè, tem vàng là xe Nhật ha, có tem đầy đủ hết. Bánh 20 inch, đặc biệt cái này là sườn full nhôm nha mọi người. Đó, nhôm nó nhẹ lắm. Đó, full nhôm nhẹ, đặc biệt là những cái gì nữa không, nó gấp được nè. Đây, xe này có thể chỗ này nè, có thể gấp lại được này. Đó, mình có thể bỡ này ra gấp lại, giò dĩa nhôm luôn. Đây, một dĩa. Đây, ghi đông bông tăng đồ nhôm hết nha. Nó yên giống yên xe đua rất là đẹp. Giò dĩa nhôm luôn. Đây, nó cũng xài cái tiếp Shimano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây. Thì bây giờ sẵn mình nói luôn, các bạn thấy không? Cái nó nhiều clip thì nè. Đó, nó ngoài clip nó có cùi đề nữa, mà bánh 20 inch á, mà cái cùi đề nó rời xuống đây, mình thấy, bạn thấy không? Nó cách đất khoảng có 10 phân à. Đó, con tấc à. Mình chạy mà gặp va chạm cái chướng ngại vật á là bảo đảm là nó bị lệch liền, và nhìn nó rất là không được thon gọn. Các bạn thấy chiếc này cũng vậy nè. Thấy không? Mà này hay cái là chân nó chân xéo nè. Đó. Thì mình sẽ tính nâng cấp lên đùm này 7 số hoặc 8 số là gọi là lột xác cho em này, là nó lên một tầm cao mới. Đó là mình cho xe đùm số là không còn cái cùi đề dưới này nữa, không cần tăng sên luôn. Đó, chiếc này cũng chân xéo nè. Đó, rất là phù hợp để nâng cấp lên đùm cao cấp luôn, 7 số, 8 số. Thì bạn thấy như chiếc này không? Bánh 20 inch là 3 số mình thấy nó gọn hẳn liền ha, nó không có bị vướng víu dưới này. Đó, ở này nó 3 số thôi, còn mốt mình nâng cấp 7 số là kia là đẳng cấp nó khác liền. Thì những chiếc xe mà bánh 20 inch mà đùm 8 số trở lên, bạn biết nó rất giá rất là khủng, nó phải trên 1.000 đô thôi. Thì mình ráng cố gắng mình sẽ nâng cấp lên và cái giá nó chấp nhận được, có thể trên dưới 10 triệu thôi, để cho chia sẻ với mọi người cũng có những chiếc xe hiếm độc lạ mà để mình vừa tập thể thao mà mình giống như là mình sưu tầm luôn nha. Thì chiếc xe đùm số nó tiện lắm, nó muốn mình nâng cấp lên mình sẽ nói rõ hơn. Ngoài tập thể dục hay là đi làm hay đi chợ gì đó, nó mang tính giải trí nữa, mình ngồi rất là thoải mái, và nó là để mình giống như cái tài sản luôn đó. Theo thời gian thì nó sẽ tăng giá chứ nó không giảm giá nha. Ngoài là mình đỡ cái ô nhiễm môi trường nữa đó, mình đi xe đạp, mỗi cái hành động của mình đều là tác động môi trường hết, ngay cả chiếc xe đạp đi, cái sắt thép mình khai thác nè, rồi sơn nó cũng gây ô nhiễm. Nó đỡ cái là mình không có xài nhiên liệu như xăng hay điện, ngay cả điện mình làm cũng vậy, pin lithium là phải khai thác, là những cái ô nhiễm. Năng lượng mặt trời cũng phải xài pin, cái tấm năng lượng mặt trời bằng silicon nó vẫn ô nhiễm. Thì thí dụ mình đi xe
xe Honda, xe gắn máy đó, thì tốn xăng vẫn ô nhiễm, xe hơi phân khối càng lớn càng gây ô nhiễm, thì mình đi xe đạp là mình góp phần là giảm ô nhiễm, đó là theo xu thế thôi. Thì sau cái đợt Covid này thì mọi người nhìn nhận là mình phải sống chậm lại, tức là mọi hoạt động của mình chậm, trong đó có phương tiện di chuyển, thì phương tiện di chuyển là xe đạp là chậm nhất, chậm để mình đi vào trong mình nhìn lại chính mình ha. Đó thì xu thế sau khi Covid là mình dự đoán là xe đạp nó sẽ lên ngôi, và những cái xe này rất là phù hợp với đô thị của mình. Rồi thì mình vừa giới thiệu trong sơ qua bốn chiếc xe bánh 20 inch để mình giới thiệu cho mọi người, thì sắp tới là mình còn nhiều chiếc 20 inch nữa. Sau đó nếu mọi người đón nhận thì mình sẽ quay những cái chiếc 16 inch, bánh 16 inch nhỏ hơn nữa và cũng đùm số và có thể gấp lại đưa lên xe hơi rất là tiện lợi nha. Thì những chiếc xe này á, thì mình sẽ nâng cấp lên, thì mọi người có comment ha, có ý kiến nhiều ưu điểm hay thích chiếc nào đó thì cứ comment vô, muốn sơn màu gì hay đổi màu luôn. Mình có thợ chuyên lành nghề, bởi vì dịch quá anh thợ anh không có xuống được đó, thì mọi người có thể comment hay đặt hàng gì đó, mình sẽ làm theo yêu cầu của mọi người. Giống như mỗi một chiếc là nó hiếm độc lạ và nó cá tính theo sở thích riêng của từng người luôn. Thì mọi người thấy kênh này nếu mà nó có đem lại cái giải trí cho mọi người đó, hay là cái kiến thức cơ bản cho mọi người, thì nhớ ủng hộ kênh mình nha, nhớ đăng ký kênh, nhớ like, nhớ share, để mình có động lực mình sẽ làm những cái tiếp tục những cái kênh, những cái clip về xe đạp. Ví dụ sắp tới mình sẽ giới thiệu một cái dòng xe đạp trợ lực mà cũng hàng hiếm, mà có bánh mâm, có cái thắng đĩa, thắng đùm mà giống như thắng đĩa vậy đó. Hoặc là mình sẽ nói về tất cả các loại đèn của xe đạp, đèn led ha, nó rất nhiều loại, và độ sáng nó khác nhau, và đùm dynamo luôn đó, rồi gắn vô xe loại rời. Sắp tới mình sẽ cố gắng mình ra những clip đó. Thì mọi người có ý kiến muốn mình ra clip nào đó thì mình sẽ nghiên cứu đào sâu về vấn đề đó, thì mình cùng chia sẻ mọi người nha. Thì mục đích của mình là cũng muốn tăng cái cộng đồng lái xe, đi xe đạp đó, đạp xe đạp và cộng đồng xe đạp đùm số nó mới, nó lạ. Mặc dù những cái đùm số mình thấy nó, mình sẽ nói kỹ hơn từng cái vụ đùm 3 số, 4 số, 5 số, 7 số như thế nào, lịch sử nó sao. Thực ra nó cũng là bắt đầu cái sản phẩm mới nhất, nó cũng chưa tới 10 năm nữa mọi người ha. Còn những cái sản phẩm mà đùm số cũ của nó có thể là cả trăm năm rồi, nhưng mà nó tiến hóa như thế nào về đùm số, mình sẽ làm một cái clip để mình chia sẻ với mọi người nha. Thì mọi người một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, theo dõi. Trong mùa dịch này thì mình cố gắng làm trong cái khả năng của mình đó. Thì cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.